Tô Mộ Zaha, huấn luyện viên Unai Emery nhắm Wilfried Zaha là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Arsenal hè này. Hồi tháng trước, họ đã dạng ngõ bằng lời đề nghị trị giá 40 triệu bảng lập tức bị Crystal Palace từ chối. Dù gặp khó khăn vì ngân quỹ bị giới hạn, nhưng The Gunners chưa chịu từ bỏ. Động thái mới nhất mà tờ The Independent tiết lộ, Arsenal vừa gửi mức giá mới đến sân Selhurst Park. Đội bóng Bắc London sẵn sàng trả ngay 55 triệu bảng, kèm theo 10 triệu bảng phụ phí khác trong hợp đồng trị giá 65 triệu bảng. Ngoài ra Arsenal còn định gửi tiền vệ Race Nansen sang Palace một mùa dưới dạng cho mượn. Tuy nhiên, lãnh đạo Zirk vẫn lắc đầu từ chối. Họ tuyên bố thẳng thừng sẽ không ngồi vào bàn đàm phán nếu chưa nhận được lời đề nghị sấp xỉ 80 triệu bảng. Palace cũng muốn có Race Nansen, tài năng trẻ gây ấn tượng trong màu áo Hoffenheim mùa trước. Dẫu vậy họ cương quyết không bán Zaha dưới mức giá yêu cầu. Bản thân ngôi sao người bờ biển Nga hy vọng được ra đi để khoác áo một đội bóng lớn. Zaha sẽ gây sức ép trực tiếp lên ban lãnh đạo Palace để thỏa ước nguyện sang Emerys thế nhưng thông tin từ giới truyền thông anh cho hay hiện hai câu lạc bộ vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận về phí chuyển nhượng